Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách mà thâu âm từ cái con Mohr GE200 trực tiếp bằng cái cổng USB. Cái cổng này các bạn có một ghim vào, cái đầu kia các bạn ghim vào USB của cái laptop các bạn thôi. Thì cái cách này mình thấy là nhiều bạn gặp, mà bản thân mình cũng gặp, tại lúc trước mình thâu âm qua một cái con Focusrite khác, cho nên là có một khách hàng hỏi về việc này mình mới vào thử. Thì bản thân cái con Mohr GE200 này nó có tích hợp sẵn cái audio interface vô trong này luôn để cho mình thể thu âm trực tiếp được. Thì các bạn cần phải setup một ít ha. Đầu tiên các bạn thấy ngay chỗ này nó có chữ system không? Các bạn nhấn vô system cho mình. Rồi cái nút tròn này các bạn dặn qua cái chữ USB audio á. Đây, giờ các bạn nhấn cái nút này xuống luôn. Đó. Thì bây giờ ở trong này chúng ta muốn là cái hiệu ứng của chúng ta như thế nào. Thì thường ở đây mình để cái left out và cái right out, tức là cái hiệu ứng trực tiếp từ cái con Mohr GE này qua luôn. Còn nếu các bạn chỉ muốn lấy cái tiếng đàn tự nhiên không qua hiệu ứng, ví dụ như các bạn muốn đánh cái tiếng là khi mà nó thâu vào tiếng tự nhiên, nó không có bị qua là delay audio gì hết, thì các bạn phải chỉnh ngay chỗ này. Ở ví dụ ngay chỗ này bạn nhấn vô, các bạn thấy nó là ra cái chữ dry đúng không? Dry tức là khô á, tức là cái tiếng riêng thôi, nó không có hiệu ứng gì hết. Thì thông thường cái con này nó hay mình sử dụng hiệu ứng nó luôn đi ha. Rồi cái rec vol tức là cái record volume á, khi mà mình thâu âm cái volume muốn lớn nhiều thì bạn để muốn 70, 60 gì đó. Còn play volume này giống như khi các bạn đánh, các bạn thí dụ mình ở đây mình có một cái đầu ra cái loa kiểm âm monitor thì mình nghe bên ngoài thôi, mình để hai tiếng nó bằng nhau cho nó ok thôi. Rồi thì bây giờ mình mới bấm vô cái play ra ngoài ha. Rồi coi như bạn setup trên con này xong rồi, thì bây giờ bắt đầu các bạn phải setup ở trên cái máy tính của bạn nha. Rồi mình sử dụng cái phần mềm là Cubase 5 nha các bạn. Khi các bạn mở nó lên thì nó sẽ hỏi bạn một cái project mới, bạn chọn MT ha. Đây MT các bạn ok. Rồi các bạn chọn cái nơi mà để lưu á, mặc định. Rồi ở đây mình bấm chuột phải, mình thêm là Add Audio Track, chọn Stereo nha các bạn. Ok. Rồi mình kéo cái này cho nó xuống tí để mình dễ thấy hơn. Rồi sau khi chọn cái này xong rồi thì các bạn phải chọn cái thiết bị trên cái menu á, các bạn thấy chữ Device nè. Các bạn bấm xuống các bạn mới chọn cái Device Setup ha. Đây thì ở bên này ngay chỗ VST Audio System nè, các bạn bấm vô nó. Thì ở đây á, khi mà các bạn cài nó sẽ có rất nhiều, ví dụ đây mình đã từng xài GT100, RB1000, GT1 đủ thứ cả, hoặc là cái Focusrite mình từng xài nè. Thì cái con GE200 này nó thông qua cái ASIO for On, cái version mới nhất nha các bạn có thể download lên là ASIO for On là nó ra, thì các bạn download để bấm cài đặt thì dễ lắm. Thì cái con GE này nó phải xài thông qua con cái ASIO for On nè. Mình chọn nó nè. Switch ha. Nên là mình chọn nó lại là ok rồi. Và để kiểm tra xem là nó còn chạy đúng không thì các bạn thấy bấm cái ASIO for On bên này nè. Các bạn bấm nó vào. Thì tự động phía bên này nó sẽ nhảy lên là cái input output của cái GE200 hết. Và khi các bạn thấy bên này active, cái chữ active nè, vậy là nó ok rồi. Thì mình có gặp một cái trường hợp như sau. Các bạn mở cái này là của ASIO for On, nó nằm phía dưới này ha. Các bạn bấm nó lên. Thì mặc định khi các bạn cài đầu á, nó sẽ chọn cái Realtek Audio của cái laptop của bạn á. Nó như thế này nè. Đó, các bạn mặc định nó chọn vậy. Thì lúc đó là các bạn xem qua cái output input bên này á, là nó mất tiêu cái thằng Mohr rồi. Tại bên này mình cũng đang không có cho nó chạy. Thì nó mất rồi cho nên là các bạn thâu không được. Thì đó ngay chỗ này nè, các bạn phải chọn đúng cái GE200 nè. Thấy chưa? Chọn ở đây xong thì bạn nhìn vào đây các bạn thấy là nó ST hết là ok. Đó. Rồi, xong rồi thì các bạn chỉ bấm ok. Và chúng ta bắt đầu thâu thôi. Thì ví dụ như là mình đánh đại âm thanh cái ha. Tại một tay mình cầm cái điện thoại rồi. Bây giờ mình bấm thâu nè, bấm nút tròn thâu nè.
Đó, record rồi mình bấm cái, mình đánh cái đàn thì bạn thấy là nhảy ngay thôi. Ok chưa? Rồi sau khi thu thử xong rồi á, các bạn nhấn cái phím P trên màn hình. À, cái chữ P, chữ P nè, bị phở nha, các bạn nhấn nó một cái. Đó, để coi như nó chọn hết cái đoạn mà các bạn vừa đánh. Xong sau đó các bạn qua bên đây, các bạn export ha, audio mix down. Đó, nó nhảy qua bên này đó. Giờ các bạn cho, các bạn kéo cái bit rate này cho nó lên 320 bit thì cho nó lớn ha. Rồi các bạn đặt tên, ví dụ như đây mình đặt đại vậy đi ha. Rồi sau đó các bạn bấm export. Rồi nó chạy ra rồi đó. Như vậy là xong này thôi. Không quá khó khăn đúng không? Hy vọng clip nhỏ này giúp ích cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.